Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Cuộc sống khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, những tưởng sống trong khu đô thị cao cấp sẽ có đầy đủ tiện ích, nhưng không, thậm chí nước sạch cũng không có. Đó là vấn đề khát nước sạch ở khu đô thị cao cấp Vạn Thuận Phát, thị xã Mỹ Hào sẽ được chúng tôi đề cập trong tiểu mục Câu chuyện y tế hôm nay. Những thông tin xoay quanh bệnh tay chân miệng, chế độ dinh dưỡng hợp lý cho sản phụ trong thời tiết nắng nóng sẽ có trong tiểu mục Hỏi đáp y tế. Và ngay bây giờ sẽ là hướng dẫn kỹ năng tập bơi cho trẻ an toàn, phòng tránh đuối nước, tăng cường thể lực. Những ngày qua ở nhiều tỉnh thành trong cả nước đã xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm, cướp đi tính mạng của nhiều trẻ em. Do vậy, bơi lội là một kỹ năng cần thiết mà cha mẹ nên sớm trang bị cho trẻ. Môn thể thao này giúp cho trẻ rèn luyện thể chất, phát triển cơ bắp chiều cao, khiến trẻ trở nên năng động và linh hoạt hơn. Đối với các em bị béo phì, bơi lội là một hình thức vận động tự nguyện giúp giảm cân rất tốt. Thầy giáo Mai Văn Quảng, trường Trung học cơ sở Tiên Lữ sẽ hướng dẫn các bước giúp trẻ tập bơi an toàn hiệu quả ngay sau đây. Việc đầu tiên trước khi xuống nước thì các bạn ấy sẽ phải làm cái công tác khởi động, sau đó là làm quen với nước, tránh được những trường hợp các bạn ấy bị chuột rút hay là bị cảm. Khi nó làm quen được nước rồi thì các bạn sẽ tập nổi, tập thở. Ngẩng lên thì chúng ta sẽ hít vào bằng miệng, còn đâu cúi xuống chúng ta thở ra bằng mũi. Lưu ý đến phụ huynh cho các cháu tập thở trong cái chậu nước ở nhà trước, thì như thế là sẽ hỗ trợ các cháu rất nhiều trong quá trình mà khi ra ngoài bể bơi các cháu không bị ngộp. Trong quá trình tập thở xong, chúng ta sẽ tập kỹ thuật tay, kỹ thuật chân. Chúng ta tập riêng lẻ từng kỹ thuật. Khi mà các cháu đã quen kỹ thuật tay, kỹ thuật chân thì chúng ta cho kết hợp cả tay cả chân, mà nếu mà các cháu là nhanh có thể là cho tập kết hợp thở. Cái nội dung bơi cơ bản nhất đó là nội dung là bơi ếch. Kỹ thuật tay đầu tiên là cái bị tay thẳng, nhịp một thì sẽ là hai bàn tay sẽ bẻ ra phía ngoài. Động tác tiếp theo là quạt nước đến tầm ngang vai thì nhanh chóng khép lách và nhanh chóng đưa tay ra về vị trí ban đầu. Kỹ thuật chân cũng như kỹ thuật tay, đầu tiên là co gối, nhịp hai là bẻ bàn mũi bàn chân sang hai bên, nhịp ba là đạp nước theo kình nhật elip và nhanh chóng thu chân lại và để giữ vị trí thẳng. Sau đó là chúng ta sẽ kết hợp giữa tập tay chân và tập thở nước. Đó là những việc rất là cơ bản của môn bơi. Chúng ta vừa tập, chúng ta vừa bơi, chúng ta vừa thở. Cứ tay hoạt động thì chân nghỉ, mà chân hoạt động thì tay nghỉ. Nó là một quá trình luân phiên như vậy nên là thường là các em nó không bị mệt. Cứ những thằng cháu là nhanh thì thậm chí chỉ còn 3 đến 5 buổi mới bơi. Nhưng mà có những cháu thì có thể lâu hơn một chút thì có thể là mất 10 buổi được. Lên cho các cháu là bơi thường xuyên để rèn luyện, thứ nhất là rèn luyện về kỹ thuật và thứ hai là về vấn đề thể lực. Đi bơi ở đâu đó thì cũng đều phải có người lớn, dù các cháu có biết bơi đi nữa hoặc là không thì phải vào những khu bể mà có những nhân viên cứu hộ để đảm bảo an toàn cho các cháu và tránh những trường hợp mà các cháu nó rủ nhau ra ao hồ. Tuyệt đối không được thấy các bạn nào bị đuối nước mà nhảy xuống cứu. Các cháu mà không đủ cái kỹ năng, không đủ sức khỏe thì xuống rất dễ là bị các bạn kéo theo. Thời tiết vào hè, trời nắng nóng oi bức khiến cho cơ thể dễ mệt mỏi, nhất là đối với các sản phụ. Để đảm bảo sức khỏe, việc duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý trong những ngày này là rất cần thiết. Ngay sau đây, điều dưỡng trưởng Phạm Thị Thu Đông, khoa sinh Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên sẽ chia sẻ đến quý vị những điều cần lưu ý và cách xây dựng chế độ dinh dưỡng cho các sản phụ trong thời tiết nắng nóng. Thời tiết mùa hè nóng bức thì thường làm các bà bầu của chúng ta mệt mỏi hơn và có cảm giác không muốn ăn uống. Tuy nhiên thì các mẹ bầu vẫn phải cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng để cho thai nhi phát triển tốt nhất. Thứ nhất là về rau xanh và củ quả. Rau xanh và củ quả thì rất là tốt để phòng tránh cái chứng táo bón trong suốt thời kỳ mang bầu của các mẹ. Bên cạnh đó thì rau xanh và củ quả cũng là những cái yếu tố dinh dưỡng cung cấp rất là nhiều sắt và canxi giúp cho bé phát triển tốt trong bụng mẹ. Trong thực đơn của các mẹ bầu thì không thể thiếu các loại rau xanh như là mùng tơi, rau dền, bí đao, các loại củ như là củ dền, củ ngó sen hoặc là củ mã thầy. Các mẹ nên chế biến các món ăn canh mát như là bí đao nấu sườn non hoặc là canh mùng tơi nấu ngao, vân vân, những cái món ăn rất là dễ và có tính chất thanh nhiệt cho các mẹ bầu. Tiếp theo là các loại đậu. Thì các loại đậu là cái nguồn mà cung cấp dinh dưỡng rất là tốt cho các mẹ bầu để bổ sung thêm sắt và trong cả quá trình mang thai. Các loại đậu như là đậu Hà Lan, đậu bắp, đậu tương, các loại đậu đỏ hoặc là đậu đen thì có tính chất làm mát và tản nhiệt
cho mẹ bầu rất là tốt trong dịp hè. Song song với việc mà các mẹ ăn tăng cường rau củ quả, hãy lên bổ sung tích cực các loại nước ép trái cây, các loại đồ uống giải nhiệt tốt nhất. Đó là thứ nhất là nước cam ép. Trong nước cam ép thì giúp các mẹ là có tăng sức đề kháng để giải quyết những cái vấn đề như là bệnh cúm hoặc là sốt. Và bên cạnh đó là cái lượng acid folic rất là nhiều trong nước ép cam tươi, cũng là những cái mà thành phần là giúp cho mình có thể phòng tránh được cái dị tật ống thần kinh trong quá trình của thai nhi. Thứ hai là nước dừa. Trong nước dừa thì có tính chất là thanh mát, thanh lọc cơ thể, và các mẹ có thể bổ sung nước dừa từ tháng thứ 3 trở đi, và có thể là từ 2 đến 3 trái trong một tuần. Loại nước ép mà các mẹ cũng hay sử dụng được đó là nước ép dưa hấu. Trong nước ép dưa hấu thì là có tính chất là giải độc và lợi tiểu cho bà bầu rất là nhiều. Ngoài những cái nước ép trên thì các mẹ bầu có thể tham khảo những cái loại hoa quả như là thanh long, đu đủ, chuối và táo, cũng là những cái nguồn dinh dưỡng cung cấp rất là tốt cho mẹ bầu trong mùa hè nóng bức. Thông thường thì các mẹ bầu sau khi sinh em bé xong thì các bà các mẹ vẫn theo truyền thống thì đôi khi vẫn phải để các mẹ kiêng khem nhiều. Bữa ăn thì thường là chỉ có rau ngót, thịt lạc. Những cái vấn đề đấy thì làm cho các bà mẹ rất là chán và khó ăn. Nên là các mẹ hãy bổ sung thêm các cái chất dinh dưỡng ngoài thịt heo mà các bà vẫn hay thường dùng. Mình có thể tăng cường thêm thịt bò hầm. Thịt bò hầm thì các mẹ trong vòng mùa hè nóng bức thì các mẹ có thể hầm với cả củ ngó sen thì rất là tốt, có tính chất thanh mát. Ngoài ra thì các mẹ cũng có thể là ăn những cái rau như là rau mùng tơi mình nấu với cả canh ngao, hoặc là rau dền mình nấu với tôm. Những cái thực phẩm đấy cũng rất là tốt để tăng cường những cái bổ sung thêm sắt và máu ở mẹ bầu trong quá trình mang thai. Tay chân miệng là bệnh nhiễm trùng lây lan cấp tính do virus gây ra, thường gặp ở trẻ nhỏ dưới 10 tuổi. Đa số trường hợp trẻ có thể tự khỏi và chỉ cần chăm sóc tại nhà. Nhưng nếu cha mẹ chăm sóc con sai cách, có nguy cơ bệnh sẽ tiến triển nặng hơn, gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với thạc sĩ bác sĩ Lại Thị Tươi, trưởng khoa nhi Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà để cùng tìm hiểu rõ hơn về căn bệnh này. Tay chân miệng đó là một bệnh truyền nhiễm mà thường hay gặp vào mùa hè. Thì cái bệnh tay chân miệng này thông thường là do virus và nó sẽ có thời gian ủ bệnh từ 3 đến 7 ngày. Thời gian phát bệnh thì khoảng 8 đến 10 ngày và thông thường thì trẻ nó sẽ ổn định từ ngày thứ 8 đến thứ 10. Thì cái dấu hiệu mà diễn biến tay chân miệng rất là quan trọng để cho bố mẹ phụ huynh biết được và nhận biết sớm cái bệnh này và có những cái biện pháp xử lý kịp thời. Gọi là tay chân miệng thì bao gồm nó sẽ có những cái biểu hiện ở da và niêm mạc. Bị mắc bệnh về tay chân miệng, dấu hiệu đầu tiên là các con sẽ quấy khóc. Sau đó cái dấu hiệu sớm nhất mình thấy được có thể các con sẽ sốt hoặc nổi những cái ban mụn nước. Đầu tiên là sẽ ở lòng bàn tay bàn chân, sau đó đến miệng. Có thể các bạn ấy sẽ ăn kém, quấy khóc, bỏ bú và thậm chí là mình nhìn thấy các bạn ấy chảy nước dãi rất là nhiều. Tay chân miệng đó là một bệnh biểu hiện tại da và niêm mạc. Vì thế nên là cái bệnh này nó sẽ hay nhầm lẫn với một số các cái bệnh cũng biểu hiện một số ở da và niêm mạc, ví dụ như thủy đậu. Thứ hai là những cái loét ở lên vào miệng đơn thuần hay người ta gọi là các loét đắp tơ. Thông thường tay chân miệng nó sẽ kèm theo sốt, thủy đậu kèm theo sốt, nhưng mà đặc trưng của ban của tay chân miệng đó là vị trí lòng bàn tay bàn chân. Còn thủy đậu thì thông thường các bạn sẽ phát ban toàn thân, thậm chí có những bạn kể ở da đầu, và cái ban mọng nước của thủy đậu nó sẽ khác cả tay chân miệng. Một số các cái sai lầm của các cha mẹ khi mà chăm sóc con, thứ nhất là cho các con trong các phòng quá kín. Thứ hai là cái việc vệ sinh da rất là quan trọng, nhưng mà một số thì hay quan niệm là kiêng gió và kiêng nước nên không chịu vệ sinh da, không chịu tắm cho các con ở các cái biểu hiện ở trên da niêm mạc. Bố mẹ hay cho các con ngậm cái núm vú giả thì rất là không tốt cho các con. Ngoài ra thì còn cho các con ăn những cái đồ ăn quá nóng hoặc quá cay thì nó cũng là những cái thói quen mà không tốt. Chăm sóc và nâng cao thể trạng vẫn là cái việc quan trọng nhất để giúp trẻ thoát khỏi những cái căn bệnh này. Thì cái việc đầu tiên mà chúng ta cần làm đó là bổ sung đủ nước, tại vì khi nhiễm virus thì cơ thể sẽ rất là mệt mỏi. Trong giai đoạn này thì trẻ thường biếng ăn, vì vậy mình nên đa dạng nguồn thức ăn, đặc biệt là các loại nước hoa quả, và mình cho trẻ ăn các cái đồ mềm dễ tiêu, đặc biệt là phải đồ ăn nguội, tại vì lúc này thì miệng của trẻ nó bị tổn thương và nó sẽ không muốn ăn. Tiếp theo đó là cái chế độ vệ sinh. Thì cái việc vệ sinh rất là quan trọng, vì khi mà mình vệ sinh tại chỗ tốt thì nó sẽ ngăn chặn được những cái biến chứng không đáng có xảy ra. Ví dụ như là vệ sinh da sạch sẽ, tắm nơi kín gió và mình sử dụng các cái dung dịch sát khuẩn tại chỗ theo cái chỉ định của bác sĩ.
Tiếp theo là cái việc vệ sinh răng miệng cho trẻ. Đối với trẻ bé thì mình có thể dùng rơm miệng hàng ngày, hoặc trẻ lớn thì mình có thể cho trẻ xúc miệng bằng nước muối nếu mà trẻ làm được. Tay chân miệng là một bệnh khá phổ biến, thì nó cũng có những cái độ rất là nhẹ nhưng có những cái biến chứng rất là nặng. Vì vậy mình phải phát hiện sớm các dấu hiệu nặng để đưa trẻ đi đến viện kịp thời, đặc biệt là sốt. Nếu như trẻ mà sốt liên tục 2 ngày hoặc trẻ có các dấu hiệu như là quấy, bỏ bú ly bì, đặc biệt là giật mình hay là đi loạn choạng, thì mình cần phải đến thăm khám sớm để phát hiện các triệu chứng nặng để điều trị tốt cho các con. Có thể là khi mà trẻ mắc tay chân miệng thì bố mẹ sẽ lúng túng, sẽ lo lắng, thì mình sẽ đến các cơ sở y tế để thăm khám. Lúc đấy thì các bác sĩ sẽ đánh giá, sẽ phân độ bạn nào cần phải nhập viện và bạn nào có thể về chăm sóc tại nhà được, và đồng thời thì sẽ có những cái dặn dò cụ thể. Ai cũng biết nước sạch đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc sống và sức khỏe của con người. Những tưởng tình trạng thiếu nước sạch chỉ còn tồn tại ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Nhưng ở khu đô thị cao cấp Vạn Thuận Phát giữa lòng thị xã Mỹ Hào, nhiều năm nay người dân cũng khát nước sạch. Sinh sống tại khu đô thị cao cấp Vạn Thuận Phát, Sunshine Phố Nối, thuộc phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào. Đã 4 năm nay, nhưng cũng từng ấy thời gian, gia đình anh Lê Mạnh Huy khổ sở vì sống trong cảnh thiếu nước sạch. Theo phản ánh, nếu không qua thiết bị lọc, nước ở đây không thể dùng trong sinh hoạt. Nếu dùng thì hay bị mắc các bệnh về da, mắt hay tiêu hóa. Rất nhiều năm rồi là đều chưa có hệ thống nước sạch, và mọi người dân ở hiện tại ở khu này đều đang phải tự khoan giếng. Nước ở đây thì thứ nhất là rất là vàng và đen. Hiện tại là dùng nó cũng có cảm giác là ngứa và bẩn. 50 hộ dân, hơn 200 nhân khẩu ở khu đô thị này, mỗi gia đình lại tự xoay sở để tìm nguồn nước sạch theo các cách khác nhau. Bỏ ra hơn 2 tỷ đồng để sở hữu mảnh đất ở khu đô thị này, nhưng gia đình ông Nguyễn Mạnh Hùng cũng đang phải sống trong cảnh khát nước sạch từng ngày. Để tự bảo vệ sức khỏe gia đình, ông đã phải tự lắp đặt hệ thống lọc nước riêng để lấy nước sạch sinh hoạt. Tuy nhiên, đây cũng không phải là phương án lâu dài bởi chất lượng nước quá bẩn gây tắc hệ thống lọc, nên gia đình thường xuyên phải gọi nhân viên đến bảo dưỡng hệ thống lọc. 6 năm nay không những gia đình tôi mà còn nhiều gia đình ở khu đô thị Vạn Thuận Phát này là chưa có nguồn nước sạch để sử dụng. Để khắc phục hậu quả của cái việc giếng khoan nó không đảm bảo vấn đề vệ sinh thì chúng tôi đã phải mua cái hệ thống lọc nước trên 10 triệu. Những cái gia đình có người thân quen ở khu chợ Bao Bì hoặc là khu bên tập thể ủy ban dân huyện đấy, thì họ kéo về nhà thì phải mất trên dưới 14 triệu. Khi các gia đình chúng tôi đặt vấn đề với nhà máy nước thì họ trả lời chủ đầu tư cũ hãy còn nợ tiền nước của họ, cho nên là họ không chấp nhận các cái đơn đề nghị của chúng tôi. Mà cho đến nay thì qua nhiều đời chủ đầu tư và họ vẫn trốn tránh và họ không quan tâm đến các cái hộ cư dân ở đây. Đến hiện tại bây giờ thì ban quản lý ở khu đô thị này thì họ không về đây nữa, và dân thì bây giờ không biết kêu ai. Người dân đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị nhưng đến nay tình trạng này vẫn chưa được giải quyết. Ở đấy bây giờ là người dân vẫn chủ yếu sinh hoạt bằng nước giếng tự khoan ấy, cũng không được đảm bảo bởi vì gần nghĩa trang tổ dân phố Văn Nhuế. Ủy ban nhân dân thị xã chúng tôi thì cũng phối hợp với lại sở xây dựng kiểm tra, nhưng chủ đầu tư cũng không phối hợp. Chúng tôi sẽ cố gắng tăng cường kiểm tra hơn nữa để giải quyết những cái vướng mắc của bà con. Khu đô thị cao cấp Vạn Thuận Phát, Sunshine Phố Nối do công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Thuận Phát làm chủ đầu tư, với mục tiêu là xây dựng khu nhà ở biệt thự cao cấp, không gian sống hiện đại, tiện nghi và thoải mái. Bỏ ra một số tiền lớn mua đất với hy vọng sẽ có được nơi ở tốt nhất, thế nhưng thực tế lại khác xa so với mong đợi của người dân. Theo Tổng cục Môi trường, tỷ lệ dân số khu vực nội thị được cấp nước là 100%, tối thiểu là 80 lít trên người một ngày đêm. Tuy vậy, người dân ở khu đô thị lại đang phải sử dụng nguồn nước giếng nguy cơ nhiễm kim loại nặng, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và sức khỏe. Rất mong các cơ quan chức năng sớm giải quyết những bức xúc của người dân khu vực. Chuyên mục Cuộc sống khỏe hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn cũng có thể xem lại chương trình trên các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thân ái chào tạm biệt.